Xin chào các bác nhá. Hôm nay em tìm châu đấu gà nha, mày lại có một cái con lọc nguồn, quên mất có một cái con quản lý nguồn rất là đẹp. Đấy, vừa có hiển thị nhiệt độ này, vừa có áp tổng này, đấy, lại vừa có cuộn lọc nguồn chống nhiễu này. Đấy, đầy đủ tất cả trong một con luôn nhá. Con này cũng chả biết, em chả biết là em mua từ bao giờ, cũng chả nhớ là giá mua bao nhiêu. Cứ bán bừa 1.800.000 cho bác nào chơi nhá. Và hàng là bao đẹp, bao zin nguyên bản hết nhá. Em vừa test ok hết tất cả các chức năng rồi. Đấy, từng cổng một đều ok hết. Đấy, và các lỗ cắm lỗ kia đều rất ok các bác nhá. Lỗ nào cũng có cái nhựa bảo vệ chống giật này. À, 1.800.000 em bao ship code cho bác nào mà cọc tiền cước ship nhé. Còn bác nào chuyển khoản này 1.600.000. Đấy, bác nào ok về giá và hàng thì alo cho em nhé, chứ em không giảm giá nhé. Đấy, thế bác nào cứ gọi điện mà cả là mất thời gian lắm. Đấy, cứ nếu mà ship code thì chắc chắn là phải 1.800.000 mới bán, còn chuyển khoản này 1.600.000 nhé. Đấy, có hiển thị nhiệt độ này. À, có hiển thị số vôn này, cứ quen mồm, cứ quen mồm bán điều hòa. Đấy, hiệu nó ghi là Ly Hông 2008. Có một ổ lằng trước và 8 ổ lằng sau. Dùng tha hồ các bác nhé. Những cái loại mà nó không có cái áp tổng ở đây ấy, thì nó có thêm một lỗ ở đây nữa. Cái này áp tổng nó chỉ có một lỗ ở trước thôi. Đây, nội thất thì còn rất đẹp. Đấy, cái cuộn lọc nhiễu đây nhé. Rồi, có một con duy nhất thôi. Bác nào mà mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở trong những clip tiếp theo.